Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 28 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Ông Đoàn Ngọc Hải xin tha thứ cho Hoài Linh, dân mạng tranh cãi kịch liệt. Và theo thông tin từ báo Thanh Niên thì những chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải liên quan đến chuyện từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi trên mạng xã hội vừa qua. Với nhiều kinh nghiệm làm từ thiện của bản thân thì ông Đoàn Ngọc Hải vừa bày tỏ quan điểm về ồn ào liên quan đến câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh những ngày qua. Mở đầu bài viết là ông Hải dành lời khen ngợi cho một số danh thủ như là Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường và nhiều nghệ sĩ như là Cẩm Vân, Tuấn Ngọc, Việt Hương vì giữ cân bằng được cuộc sống trước những thị phi, cám dỗ, theo ông đó là điều đáng quý nhất. Và khi nói về trường hợp của Hoài Linh thì ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định diễn viên nhà có năm nàng tiên đã sai và cái sai ấy không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên thì ông Hải nói thêm, nhưng thực sự là chưa cấu thành tội phạm vì chưa được các cơ quan chức năng kết luận được. Và ở góc độ cá nhân thì ông Đoàn Ngọc Hải tin nghệ sĩ gốc Quảng Nam không tham nhũng những đồng tiền cứu trợ miền Trung vì người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên ông Hải cũng đánh giá diễn viên già cổ Hoài Lan sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân. Anh ấy đã sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân những đồng tiền xương máu để đến với đồng bào miền Trung. Tại sao một chuyện sơ đẳng như vậy mà anh ấy lại sai sót? Bởi vì anh ấy là một diễn viên hài, anh em nghệ sĩ đa số thường luôn bay bổng và luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản, ông nhận định. Ông tâm sự thêm rằng Hoài Linh bằng tuổi mình, bản thân ông may mắn hơn vì đã nhiều năm làm kế toán quản lý nhà nước, nên quản lý đồng tiền tương đối là kịp thời và rõ ràng. Cuối bài viết, ông Đoàn Ngọc Hải mong mọi người tha thứ và động viên để Hoài Linh quay lại sân khấu. Ông viết, tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho người dân. Liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải thì ông nhận thông tin trên là do mình đăng tải. Chia sẻ thêm với báo Thanh Niên thì ông Đoàn Ngọc Hải mong Hoài Linh nhanh chóng giải ngân số tiền 14 tỷ cho bà con miền Trung và công khai các khoản chi thu. Và dòng trạng thái của ông Đoàn Ngọc Hải đã gây rất nhiều tranh luận nên tài khoản EWV viết, lần đầu tiên tôi đọc được một ý kiến trong vụ Hoài Linh mang tính xây dựng thì cư dân mạng Nguyên Thu bày tỏ sự đồng tình. Vấn đề là ngay từ đầu Hoài Linh nhận sai và xin lỗi thì mọi việc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ vì luôn tìm cách biện hộ, né tránh, đổ thừa nên đã làm mọi người giận. Và cũng có ý kiến cho rằng nếu nghệ sĩ hài lên tiếng sớm vụ ông Võ Hằng Yên thì mọi người chắc chắn vẫn thấy thương. Nhưng chính Hoài Linh còn vô cảm trước nỗi đau của đồng bào nên đến vụ này càng thêm bức xúc. Vấn đề là người trong cục phải nhận thức được bản chất của sự việc. Dù có nói thế nào thì cũng đã sai, không ai là không bao giờ mắc sai lầm. Nhưng hãy dũng cảm nhận lỗi với những người đã tin tưởng vào mình và quyết tâm sửa chữa. Hy vọng đây là bài học nhớ đời cho không chỉ Hoài Linh. Một người bình luận và chia sẻ. Dân mạng Nguyễn Thế Vinh chất vấn, anh Hải có tấm lòng vị tha rất là cảm động. Nhưng tôi xem clip xin lỗi của Hoài Linh thì thấy Hoài Linh không thể hiện sự thành khẩn hối hận. Vẫn còn lý luận biện hộ do Covid uống tỷ không thể đánh đổi uy tín 30 năm. Mới có một clip trên mạng thể hiện Hoài Linh đi công tác xã hội ở Điện Biên vào Tết âm lịch vừa rồi cho thấy lý do tại Covid là không đúng. Vậy số tiền 14 tỷ đã được dùng vào việc gì? Tài khoản Hồng Hà viết, từ bi hỷ xã là không sai, nhưng phải nhận lỗi và sửa sai bác à. Nhưng Hoài Linh chưa hề có động thái gì cả, kể cả xin lỗi, nhất là bà con miền Trung vì đã nhân danh họ để nhận tiền từ thiện bác ạ. Và đó là thông tin ngày 28 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chung tạm biệt anh em.